một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn để các bạn cùng cảm ơn đàn Trung Quốc nha. Và màn biểu diễn của đội đã khép lại chương trình của ngày hôm nay. Công diễn tiếp tục từ nay cho đến ngày 3 tháng 12. Chúng tôi rất mong được tiếp tục đón tiếp quý vị trong những ngày tiếp theo. Cảm ơn quý vị, xin hẹn gặp lại.